vây quanh mình xin chữ ký nó đông đến mức mà phải có người kéo mình ra khỏi cái đám đông đó luôn. Và mọi thứ nó cứ tính sẵn với em. Mình chưa kịp mong muốn, mình chưa kịp khao khát, nó đã có rồi. Học mà không giỏi á thì là sẽ nghỉ không cho đóng phim nữa. Có nhiều lúc á là em quay rất là khuya, em phải mang tập ngồi học bài mà quay cảnh ngoại nữa, là ngồi học ở ngoài đường luôn á, mũi chích gì nữa. Một cái con đường cho vui thôi, và quan trọng nhất là mình phải đi học. Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay Ly Thanh Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị. Và Ly Thanh Tâm đã mời đến trường quay ngày hôm nay một cô bé rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Một diễn viên đã nhận được nhiều sự yêu mến của quý vị trong thời gian mà cô ấy đảm nhận một vai diễn trong bộ phim được mang tên Gia Đình Phép Thuật. Và ngày hôm nay khi đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì cô ấy sẽ mang trong mình những cảm xúc như thế nào và sẽ chia sẻ đến chúng ta những câu chuyện ra sao. Thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với nữ diễn viên Dê Dê Nhật Hạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Mình là Dê Dê Nhật Hạ. Hôm nay thực sự Hạ rất vui và rất là hồi hộp. Hy vọng là các vị khán giả sẽ ở lại cùng với Hạ và chị Tâm nhé. Xin được cảm ơn em đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Em có thể cho khán giả được biết là cơ duyên nào mà mình đến với nghệ thuật được không? Em bước vào con đường nghệ thuật thực sự là khá là sớm. Năm đó là em học lớp 5, 10, 11 tuổi là em đã đóng bộ phim truyền hình đầu tiên, đó là phim Mùa Ngò Gai rồi. Thì thực sự Mùa Gai là một bộ phim đầu tiên, nghĩa là trước đây là em chưa không biết hoạt động nghệ thuật là gì hết. Là làm Mùa Ngò Gai, xong sau đó là đến bộ phim nổi tiếng nhất như mọi người biết là Gia Đình Phép Thuật. Là đó là khoảng thời gian tuổi thơ của em, là từ 11 tuổi. Gia Đình Phép Thuật là 14, 13, 14 tuổi. Cái thời điểm đó thì chắc chắn em còn đi học rồi. Vậy thì việc đóng phim nó có ảnh hưởng đến việc học của em không? Dạ thực sự là cũng có, nhưng mà ảnh hưởng đấy thì em nghĩ là theo một cái ảnh hưởng tích cực á, bởi vì mình rất là thích đóng phim. Mà mẹ nói là, tại vì lúc đó mình là diễn viên nhí mà, thì mẹ bảo là nếu như mà học mà không giỏi á thì là sẽ nghỉ không cho đóng phim nữa. Nên chính vì vậy cái việc đóng phim á là một cái động lực nữa để mình học, bởi vì mình muốn tham gia phim, muốn sinh hoạt với các anh chị, muốn được đứng ở phim trường thì mình lại càng phải cố gắng học giỏi nhiều hơn. Với lại thực sự khi mà mình còn con nít á, lúc nào mình cũng sợ một cái kiểu là đi vào trường thì bạn nào cũng biết mình đúng không? Mình đi thì ai cũng chỉ chở, thì mình nghĩ nếu như mà mình học dở là cả trường cũng sẽ biết luôn, thì lúc đó rất là nhục nữa, nên là mình phải cố gắng hơn. Ví dụ như là có những ngày mà em đi quay ở phim trường thì em luôn luôn mang theo tập của em theo, để mà cảnh nào mà không có mình đó là mình sẽ học. Và đặc biệt nhất là em nhớ là cái thời điểm mà em tham gia Gia Đình Phép Thuật là lúc đó em học lớp 9, là cái năm đó là năm thi chuyển cấp nữa. Thì có xin với lại mọi người là thôi bây giờ, năm đó là đáng lý ra không nhận phim. Nhưng mà thực sự là một cái cơ duyên khi mà Gia Đình Phép Thuật cắt cái vai Dê Dê này, cắt gần cả năm trời rồi, cắt rất là nhiều option rồi, nhưng mà vẫn không tìm ra một cái người phù hợp. Tại vì mọi người đã nhắm em vai Dê Dê từ khi em đóng Mùa Ngò Gai rồi, nhưng mà cái dự án lại quá lâu, đến khi mà dự án bấm máy là em học lớp 8, lớp 9. Nên là mọi người rất là cố gắng thuyết phục mẹ để mẹ cho em đi quay. Thì may quá là cuối cùng sau khi mà tranh đấu với cả nhà nội, nhà ngoại, vì năm đó học lớp 9 nữa, thì cuối cùng em cũng được đi quay. Thì em nhớ là có nhiều lúc đó là em quay rất là khuya, em phải mang tập ngồi học bài mà quay cảnh ngoại nữa, là ngồi học ở ngoài đường luôn á, mũi chích gì nữa. Kiểu như là mình tưởng tượng như trong mấy cái chuyện cổ tích mà bắt đơm đớm học bài á, là mẹ phải rọi đèn pin, phải đem theo một cái đèn pin để em ngồi vừa học bài rồi đến cảnh quay thì em đi vô em đi học. Nhưng mà thực sự đó là một cái năm em cảm thấy rất rất vui luôn, bởi vì em cảm thấy mình rất là dồi dào năng lượng. Đi học ở trường xong chạy về đi quay rồi lại đi học ở trường, không bao giờ em cảm thấy mệt mỏi, mà cũng không bao giờ em thấy buồn hay chán nản hay là bị áp lực hết. Có thể nói thời điểm đó em gọi là nổi tiếng đó, nổi tiếng với mọi người, không chỉ là các bé học trò trong cái độ tuổi của em hoặc là thấp hơn, và cả những bậc phụ huynh và những khán giả lớn tuổi của chúng ta. Ở cái thời điểm đó có thể gọi em là một cô bé diễn viên khá là nổi tiếng. Vậy thì sự nổi tiếng bên cạnh những cái hào quang mà nó mang lại thì có những bất lợi gì mà em cảm thấy mình phải chịu đựng trong khoảng thời gian đó hay không? Thực ra là đúng là thời điểm đó khi mà em nhìn lại thì em có thể xác định là mình nổi tiếng. Nhưng mà em của cái năm đó em không biết em nổi tiếng, có nghĩa là em rất tồn.
em lúc đó là nó không mang lại cho em bất lợi, nhưng em nghĩ là bất lợi cho em sau này. Bởi vì sao? Bởi vì vậy nè, hồi xưa á, đúng là thật sự em khi mà em bước chân ra đường, có nhiều lúc mà đi sinh hoạt hoặc đi tham gia những cái show ở những cái khu mà tổ chức show á, em nói thật là khán giả, các cô chú phụ huynh lẫn các bé nhỏ đứng vây quanh mình xin chữ ký, nó đông đến mức mà phải có người kéo mình ra khỏi cái đám đông đó luôn. Nó kéo dài suốt mấy năm trời như vậy. Em cảm thấy rất là vui, em thấy rất là hạnh phúc với cái điều đó. Nhưng mà nó đến với em khi em còn rất là nhỏ, quá sớm, mà vả lại là từ nhỏ em lại không phải sinh hoạt quá nhiều trong cái môi trường này nữa. Như các bạn đi sinh hoạt ở nhà thiếu nhi, các bạn sẽ được làm quen với việc casting, các bé sẽ được làm quen với cái việc là đậu rớt hoặc là mình mong muốn có cái vai diễn đó. Còn em thì em không có, nên là mọi thứ nó cứ tính sẵn với em. Mình chưa kịp mong muốn, mình chưa kịp khao khát, nó đã có rồi. Nên là có thể là em đã không có thật sự quý trọng cái khoảnh khắc đó, hoặc là cố gắng nỗ lực hơn nữa để mà mình tiếp tục theo với nghề. Lúc đó em còn đi theo rất là nhiều cái hướng đi riêng, cái ngọn như là lúc nào thì từ nhỏ lúc nào ba mẹ cũng cho mình một cái định hình ở trong đầu mình là đây là một cái con đường cho vui thôi, và quan trọng nhất là mình phải đi học. Chính vì vậy mình không có nắm bắt được cái cơ hội đó để mà cố gắng nhiều hơn, thì em nghĩ đó là một cái bất lợi cho em sau này thôi. Còn cái thời điểm nó thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc, và em cảm thấy rất là đầy đủ cả. Thực ra từ đầu câu chuyện đến bây giờ chị cảm nhận nha, em là một cô gái tràn đầy năng lượng và em có cái niềm yêu thích với công việc mình đang làm. Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ họ nói về đam mê một cách rất sáo rỗng. Tôi đam mê cái đó lắm, tôi muốn chinh phục điều đó, nhưng bạn ấy không thực hiện, bạn chỉ nói thôi. Nhưng mà ở em, chị thấy được cái nguồn năng lượng đang chảy trong em. Nói về một vài những dự định trong tương lai của em đi. Còn một vài dự án nữa, nhưng mà hiện tại thì em cũng chưa được phép nói ra. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ đón xem em ở tất cả các thể loại vai, dù có là phản diện, dù có là đánh đá hay là có là hiền lành, thì hy vọng mọi người vẫn sẽ yêu thương và cảm nhận là con người thiệt của mình nó không có giống như cái vai ác mình đóng. Thưa quý vị, thông qua câu chuyện mà Ly Phantom có dịp được trò chuyện và tiếp xúc với lại Dây Nhật Hạ, thật sự đây là một cô bé rất là dễ thương. Từ cái cách cô ấy trò chuyện và cả cái năng lượng khi mà Thanh Tâm ngồi kế bên Gia Nhật Hạ, Thanh Tâm có thể cảm nhận được cô ấy yêu công việc của mình và cô ấy muốn đem những gì tốt nhất, những sản phẩm tốt nhất của mình có dành đến cho quý vị khán giả. Và trong thời gian sắp tới, mong rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu mến cô bé này cũng như đã từng yêu mến một cô bé phù thủy trong bộ phim Gia Đình Phép Thuật, quý vị nha. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ly Thanh Tâm và diễn viên Gia Nhật Hạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.